Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Như Lai Tán Thán phẩm thứ sáu. Phật phóng quang dặn bảo: lúc đó khắp thân của Thế Thôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp đến 100.000 muôn đức hàng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn và bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần, lắng nghe hôm nay ta khen ngợi giao bày những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 10 phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sinh. Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ, các ông cùng với trời rồng quỷ thần nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ mà chúng cảnh vui Niết Bàn. Hai, Phổ Quảng thưa thỉnh. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay và bạch cùng Đức Phật: nay con nghe Đức Như Lai ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bản như thế, cũng mong Đức Thế Tôn tại vì tất cả chúng sinh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói những sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bát bộ và chúng sinh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong từ chúng rằng: lắng nghe, nay ta sẽ vì các ông mà nói lược những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lễ cho người cùng trời. Ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. Ba, Phật sẽ sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào được nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào hoặc là hòa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ, người đó sẽ được sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần, không còn bị sa đọa vào chốn ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sinh xuống chốn nhân gian cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn vốn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cũng dường tượng vẽ của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng vào những tượng cất bọc, đất đá, keo sơn, đồng sắt, ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện đời, thời trong nghìn muôn đời vị lai còn không sinh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sinh. Nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong 100.000 muôn ức đời chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Năm, thân xinh đẹp. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sinh được thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàn thân gái, thời trong 100.000 muôn nước đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi, dòng dõi nhà con lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp, do vì có lòng trí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế. 6, quỷ thần hộ vệ. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối trước hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát trỗi các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Những hạng người trên đó trong đời hiện tại cùng thọ vị lai thường được 100.000 vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, còn không cho những việc hung dữ đến tai của người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ. 7, khinh chê mắc tội. Lại nữa, này Phổ Quảng, trong đời sau nhưng có người ác và ác thần ác quỷ nào thấy người thiện nam kẻ thiện nữ quy cung kính cung dường người khen chiêm ngưỡng đánh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và vọng sinh khinh chê là không có công đức, cũng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sinh lòng chê bai trong chừng một điện. Thời những kẻ như thế đến sau khi 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả bị tội báo khinh chê, nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng, qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi 1.000 kiếp sau mới thọ thân súc sinh, lại phải trải qua đến 1.000 kiếp nữa mới được sinh làm người. Dầu được làm người nhưng ở vào hạng bần cùng, hèn hạ, tật nguyền, thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu là phải bị đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự sinh ác kiến mà khinh chê phá diệt. 8, tiêu tội chướng. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống khanh muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm trên bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đèo với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến độ thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo lận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được việc đó, chỉ phải nên đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này một biến, hoặc đem những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, đối trước người bệnh các tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó, họ đó. Nay vì người bệnh này đối trước kinh tượng, dùng những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ, xứng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt thời, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng xưng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung rồi, cho từ trước có tội vạ nặng nhận đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi cả. Thọ sinh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Không nữa là người thế nam người thế nữ nào có thể tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác vẽ đắp. Những người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn. Này Phổ Quảng, nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen ngợi kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng 100.000 phương trước khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng chứ đừng thối thất, thời có thể được 100.000 muỗng nước công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. 9. Siêu độ vong linh. Lại nữa, này Phổ Quảng, Bồ Tát như những chúng sinh trong đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần nhận đến các hình lạ rồi, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc dầu dĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Đó đều là vì hoặc cha mẹ con em, hoặc chồng vợ quyến thuộc trong 1 đời, 10 đời hay trong đời 1000 đời trong quá khứ đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không biết trông mong và phước lực nơi nào để được để hầu và cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về mách báo với người có tình cốt nhục trong đời trước, cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Này Phổ Quảng, ông nên dùng sức oai thần khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc đến 7 biến. Như vậy, hàng quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếp tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ đặng giải thoát cho đến trong khi mơ ngủ không còn thể hiện về nữa. 10. Khói nô lệ. Lại về nữa, này Phổ Quảng, Bồ Tát như về trong đời sau này, có những hàng người hạ tiện, hoặc tới trai hoặc tới gái, nhận nên những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra, cần phải sám hối đó. Thời nên trí tâm chiêm ngưỡng đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Những hạng người hạ tiện, những hạng người trên đó sau khi mãn 1 báo thân hạ tiện ở hiện đời, 100.000 muôn đời về vị lai, thường được thọ sinh vào nhà tôn quý, chọn không còn bao giờ phải sa đọa vào 3 đường ác khổ nữa. 11. Sinh con dễ nuôi. Lại về nữa, này Phổ Quảng, Bồ Tát về trong thửa sau này, trong hàng sát đế lợi, Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, nếu người nào mới sinh đẻ hoặc con trai hay con gái, nếu có thể sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ đó mà niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Được vậy, thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sinh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vạ chi cũng được thoát khỏi cả, nó sẽ ăn uống vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu còn đời trước. Còn nếu nó là đương nơi phước lực mà thọ sinh, thời đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Ngày thập trai tụng kinh được phước. Lại về nữa, này Phổ Quảng, Bồ Tát trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29 và 30. 10 ngày trên đây là ngày các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Cũng nữa là những kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm điều tội lỗi trong đời sau. Như có chúng sinh nào trong 10 ngày trai kể trên đây có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh, chí tâm tự đọc kinh này 1 biến, thời chung quanh chỗ người đó ở 4 hướng đông tây nam bắc không có xảy ra những việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở tất cả mọi người, hoặc già hoặc trẻ ở hiện tại và vị lai, cho đến 100.000 năm xa khỏi hạn các ác đạo. Như có thể trong 10 ngày trai kể trên đây mỗi ngày tụng 1 biến kinh này, thời làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này Phổ Quảng, vì thế nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết 100.000 muôn nước những sự oai thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế. Chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ, nhưng chúng sinh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc 1 bài kệ hay 1 câu. Những chúng sinh đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, 100.000 muôn đời về vị lai, thường thác sinh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp. 13. Ngày thập trai tụng 13 danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai gợi khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, dầu từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyên lực không thể nghĩ bản như thế rồi. Sau này vì muốn những chúng sinh trong đời sau rõ biết các sự lợi ích đó nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát, kinh này có 3 danh hiệu. Một là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Một là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Thể Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa thường phát nguyện rộng lớn làm lễ cho chúng sinh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện và lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát tin chịu chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra. Ha ha ha, Buddha Sammo Di So Ha.